Bài 10. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 69 sách giáo khoa bài 10 lịch sử 12. Câu hỏi: Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong nửa sau thế kỷ 20. Gợi ý trả lời: Đặc điểm: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Những thành tựu chính đó là: về khoa học cơ bản có những bước nhảy vọt trong ngành toán học, vật lý, sinh học, con người đã ứng dụng vào cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất. Về công nghệ, phát minh ra những công cụ sản xuất mới, những vật liệu mới, công nghệ sinh học và những đột phá trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ thông tin cũng phát triển mạnh mẽ. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 70 sách giáo khoa bài 10 lịch sử 12. Câu hỏi: Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào? Gợi ý trả lời về kinh tế tăng cường những ảnh hưởng tác động lẫn nhau sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế thương mại tài chính quốc tế và khu vực về chính trị tất cả các nước đều có sự phụ thuộc lẫn nhau tăng sự ảnh hưởng lẫn nhau Gợi ý trả lời câu hỏi trang 70 sách giáo khoa bài 10 Lịch sử 12, phần câu hỏi và bài tập. Câu 1. Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp. Gợi ý trả lời. Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kỹ thuật, khoa học mở đường cho kỹ thuật, đến lượt mình, kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 70, sách giáo khoa, bài 10, lịch sử 12, phần câu hỏi và bài tập. Câu 2. Vì sao nói, toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? Gợi ý trả lời, thời cơ đó là các quốc gia đều ra sức lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tăng cường hợp tác, tham gia các liên minh kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Các quốc gia có thể khai thác nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định hợp tác phát triển lâu dài, tạo cơ hội cho tất cả các nước phát triển. Thách thức đó là phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trên thế giới, bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một, tình trạng phân hóa giàu nghèo gia tăng